Em lại được 5 tuổi. Trong cái quần của em này còn có một cái tinh trùng, nhưng mà không phải tinh trùng của ông sếp này. Thì em lại khai khi là em này mấy chú hay rủ qua nhà chơi, thích rộng chính một rõ đó, có mấy chú hay rủ qua chơi đó, rồi mấy chú lấy hai mắt gòn để đi mắt em, lấy băng keo dán lại để em nằm trên bàn và cho em coi phim xét, coi xong bắt đầu ấy lại và thực hiện hành vi. Thì bây giờ đâu biết chú nào, thư vị dâm ô làm gì để chứng minh, làm gì chứng minh mà dâm ô? Tại vì nó vào nó đóng cửa chứ đâu mở cửa nó cho mình coi nó dâm ô đâu, hoặc là nó hiếp dâm đâu mở cửa đâu, mà có khách sạn nó thực hiện hành vi chúng tôi cũng không làm được, vì trích xuất camera khách sạn, nhưng mà tới vô phòng khách sạn là hết rồi, không còn camera. Có những trường hợp nào mà chị hỗ trợ cho những nạn nhân của trẻ em mà bị hiếp dâm đó, thì cái vụ án nào mà chị cảm thấy ấn tượng để lại trong chị nhiều những cái kỷ niệm khó quên nhất ạ? Dạ, thì có một cái trường hợp thì một em này rất là tội nghiệp, tại vì em này được 5 tuổi đó, thì em này khi đó là người mẹ ở với em này, thì người mẹ chỉ có bán hàng cách đó có 5 mét thôi. Thí dụ trong một dãy nhà trọ có 9 phòng đó, trong một dãy nhà trọ có 9 phòng trọ, thì cái chị này ở phòng số 1 đó, thì 8 phòng ở trong, thì trong khi phòng số 1 chị ở thì chỉ bán cái bàn ủi đó, cái bàn xếp với là bàn ủi đó ở đầu đường cách đó có 5 mét thôi. Thì mỗi ngày là chỉ bán đó và chỉ trong này. Thì cái ông xe ôm này á, ông chở một đứa bé con của cái nhà trọ trong phòng số 9. Thì mỗi ngày anh đi ngang, thì anh đi ngang từ phòng số 1, 2, 3, thì tới phòng 9 bỏ đó. Thì mỗi ngày đi ngang thì ông mới thấy là đứa bé ở nhà có một mình. Nó thường xuyên mà ông đi ngang mỗi ngày thấy được, mở cửa ra đứa bé ở nhà một mình. Thì nó là con gái, thì nó hay mặc quần xịp rồi này kia, áo ở ngang có khi nóng quá nó cũng không mặc quần áo. Thế là chở ông đi ngang đi lại. Đó, một bữa đó thì chị này chỉ đâu phải chỉ bán hàng ngay đó hoài, chỉ phải đi lấy hàng. Thì anh này anh mới địa là chị này bữa đó không bán, tức là chỉ đi lấy hàng để về bán. Thì anh đi ngang, anh mới thực hiện hành vi với em này. Thì rất là may mắn đó, bữa hôm đó hai chị em ở đó, thì đứa chị á, thì nó ở bên ngoại nó mới về đây nó chơi. Thì nó đi học bữa đó ngày 20 tháng 11, thì nhà giáo nó về sớm thì nó mới mở cửa. Nó mở cửa vô thì nó thấy ông này vừa cởi quần em đó ra. Và rất là coi như là một cái vụ mà dâm ô như vậy, thì bây giờ hai chị em với ông này nói đâu có ai tin. Mà chứng cứ á, là về chứng cứ phải nói là rất là khó. Trong những vụ án mà chúng tôi rất là sợ, rất là ngại là về xâm hại trẻ em, trong đó vấn đề hiếp dâm, vấn đề dâm ô. Thì vì dâm ô làm gì để chứng minh, làm gì chứng minh mà dâm ô? Tại vì nó vào nó đóng cửa chứ đâu mở cửa nó cho mình coi nó dâm ô đâu, hoặc là nó hiếp dâm đâu mở cửa đâu, mà có khách sạn nó thực hiện hành vi chúng tôi cũng không làm được, vì trích xuất camera khách sạn, nhưng mà tới vô phòng khách sạn là hết rồi, không còn camera. Những vụ án chúng tôi làm trăn trở mà chúng tôi rất là buồn khi mà không đòi lại công bằng cho các em, khi mà cái giờ vàng nó hết, chẳng hạn như là cái chứng cứ quan trọng mà bây giờ không còn, thì chúng tôi cũng lực bất tòng tâm. Những người khi đó tôi trăn trở, tôi về tôi rất là buồn. Một cái vụ án mà canh cánh, nếu mà được á, mà chúng tôi giải quyết mà thành công thì chúng tôi rất là vui, mà không được thì chúng tôi canh cánh, tôi cũng buồn cho tới cả năm trời mới hết buồn, hoặc là 6 tháng chúng tôi mới hết buồn khi nghĩ tới vụ án đó. Thì cái vụ án này rất là khó, bây giờ phải làm sao để chứng minh. Thì lúc đó chúng tôi đi xuống dọc ở đó, chúng tôi trích camera thì không có đó, mà bây giờ đứa bé này nó khai y như vậy, mà chị nó nữa, ra chị nó khai, nó vô là mới có kéo ông nói cho chưa, thì tại ông thấy vậy thôi, rồi ông vô ông chỉ hỏi thăm coi mẹ nó đâu. Từ vì lúc đó mẹ đi lấy hàng, ông nói là ông chỉ hỏi thăm mẹ đâu, rồi ông khai ú ớ kiểu mà ông đâu có quen gì với gia đình, và ông cũng hỏi thăm mẹ để làm gì, thí dụ mua hàng thì mua cái dây để làm gì, thí dụ vân vân. Và chúng tôi rất là may mắn đó, tại vì cái nghề của chúng tôi tạo ra cái nghiệp đó, cho nên chúng tôi rất là may mắn. Chúng tôi làm rất rất là nhiều, hàng trăm vụ rồi, cho nên khi đến vụ này thì ông này không được may mắn lắm. Tôi mới qua cái tiệm dài đối diện bên kia đường, thì tôi mới hỏi cái tiệm dài, tôi thấy có gắn camera, tôi mới hỏi tiệm dài có camera hay không, thì mình đâu có vô nhà người ta mình trích xuất được, mình là luật sư thôi nha, không được nha. Tôi mới xuống tôi báo với công an và viện kiểm sát Tân Bình. Thì lúc đó công an và viện kiểm sát quận Tân Bình người ta lên đó, người ta nói là có cái chị này làm đơn tố cáo. Tại vì khi mà chị này con chỉ bị như vậy, chỉ làm đơn tố cáo miệt mài mong mỏi đợi chờ chứ rất là khó. Thì khi đó công an mới là người có trách nhiệm xin trích xuất camera. Thì trích xuất camera thì đúng y là ông này bỏ dép ngoài trước và vô cái thời gian là 3 phút mấy giây đó. Thì 3 phút mấy giây ông vô để ông làm cái gì đó, sau đó này kia lấy lời khai rồi quần của nó bé. Thì chị này cũng rất là tinh vi, tại vì chúng tôi thường xuyên xuống các khu dân cư, khu phố hoặc là nhà trọ Tân Bình, chúng tôi có tuyên truyền rồi, nếu khi con em mình bị là phải đưa đi liền. Thì con em này nó chưa, ông này chưa xâm hại mà ông này mới có dâm ô thôi, tức là khi ông này tụt quần thì cái tế bào nam, cái tế bào của chúng ta, tế bào nam có ở đó,
Thế là khi chị này, chị nói là cái quần của bé còn hay không, khi mà chúng tôi xuống là nghiệp vụ chuyên môn mà, tôi phải hỏi đồ đạc bé còn còn, con đã giặt chưa, nó chưa, con tính đi giặt mà nghe cô nữ điện thoại, con điện thoại con cầu cứu cô nữ, thì cô nữ nói là giữ nguyên, thành ra bây giờ thay đồ cho bé nhưng mà giữ nguyên lại bộ đồ này đó, tại vì nó nói là nó chưa xâm hại đó. Khi giữ nguyên thì cái vụ này thì đưa lên Tân Bình viện kiểm sát, thì kết quả giám định, thì kết quả giám định thì luật sư ở đây cái trường hợp xâm hại trẻ em đặc thù, tức là luật sư không được đi lấy kết quả giám định đâu, mà chỉ có người nhà thôi, vì mẹ làm đơn tố cáo, cha làm đơn tố cáo thì cha mẹ đi lấy kết quả giám định được thôi, thì lên công an người ta mới trả kết quả giám định, thì có tế bào của ông này trong đó và kết hợp với lại camera thì ông này mới thừa nhận. Chứ nếu ông này không thừa nhận thì cũng không có gì. Thì lúc đó thì tòa Tân Bình xử khung cao nhất thì chúng tôi rất là hài lòng. Nhưng có một điều trăn trở mà suốt cuộc đời chúng tôi làm luật sư mà đến hôm nay thì chúng tôi vẫn còn trăn trở. Tức là trong cái quần của em này còn có một cái tinh trùng, nhưng mà không phải tinh trùng của ông xe hôm nay. Thì chúng tôi rất là trăn trở. Và khi đó là công an điều tra cũng rất là tốt, Tân Bình làm rất tốt á, dắt hết 9 người. Coi như là chúng tôi cũng rất là ngại, tại vì công an mới làm được việc đó. Thì em này khai, khi là em này mấy chú hay rủ qua nhà chơi, tức là rộng chính phòng trọ đó đó, có mấy chú hay rủ qua chơi đó, rồi mấy chú lấy hai mắt gòn để đi mắt em, lấy băng keo dán lại để em nằm trên bàn và cho em coi phim xét, coi xong bắt đầu lấy lại và thực hiện hành vi. Thì bây giờ đâu biết chú nào, mà bây giờ khi bé khai như vậy, thành ra cơ quan điều tra người ta mới làm được cái nghiệp vụ đó. Thì cơ quan điều tra làm nghiệp vụ đó là cũng có đơn tố cáo, thì cũng đưa mấy anh ở phòng trọ lên, nhưng mà cũng không khớp với cái tình trùng của bé đó. Thành ra bây giờ cái vụ án xảy ra thì cơ quan điều tra báo cho chúng tôi biết cái tin báo tội phạm, thì báo cho luật sư Trần Thị Ngọc Nữ biết rằng cái vụ này là tòa án Tân Bình chuẩn bị xét xử cái vụ dâm ô đối với người dưới 16 tuổi thôi, còn cái vụ mà còn một cái tế bào, còn một cái tinh trùng mà ở trong cái quần của em này là vụ án tạm đình chỉ, tức là tạm đình chỉ vụ đó. Nhưng bây giờ chỉ xử lý vụ dâm ô thôi, chứ bây giờ nếu mà kéo dài thời gian ra để xử vụ này nữa thì thiên thu không biết là chuyện nào. Thì bây giờ vụ nào, tức là vi phạm cái đâu xử tới đó, thì bây giờ xử vụ dâm ô. Còn bây giờ chúng tôi thấy sau khi xử dâm ô rồi thì chúng tôi thấy trăn trở đến giờ phút này, cũng 6 năm rồi chứ, 6 năm rồi thì bé này bây giờ là học lớp 3, là bây giờ 6 năm trời mà cũng chưa tìm được cái đối tượng đó. Đó thì cái niềm trăn trở của tôi khi mà hành nghề luật sư mà về cái vấn đề hiếp dâm trẻ em, thì chúng tôi còn trăn trở cái vụ này. Tức là em này cũng còn có một người đã xâm hại, nhưng chúng tôi không biết là người nào.